Lan Rừng Nguyễn Lâm lại xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay cây năm cánh trắng tình anh em nó nở ngày thứ hai và muốn cho mọi người xem là cây năm cánh trắng tình anh em nó nở chuẩn khuôn là như thế nào và cái lưỡi của nó thực tế nó ra làm sao. Đây là cái hoa nở chuẩn nhất đây mọi người ạ. Hoa này là hoa nở tự nhiên không phải hoa kích nha cả nhà nha. Và cái cây này do nó ra rất là nhiều kỳ ở trên thân đã lắc xuống rồi cho nên nó chỉ được hai cái hoa thôi. Năm cánh trắng tinh và ngày hôm nay mọi người thấy rằng cái cánh hoa nó không còn bị ám xanh của cái màu của cái nụ mới nở như ngày hôm qua, mọi người thấy không, trắng tinh luôn nha. Và màu sắc ngày hôm nay thì nó lên đẹp nhất, năm cánh trắng tinh và chiếc lưỡi của nó đã mở ra và chúng ta thấy rõ ràng rằng ở cái đầu lưỡi nó vẫn còn trắng một xíu như thế này ha. Thì đó là cái đặc điểm của cây năm cánh trắng tinh anh em. Lưỡi bệt tràn viền lên như thế này, bệt tràn viền hai bên với chiếc mũi trắng là cái tâm điểm ở chính giữa. Thì đây là cái khuôn bông cũng như là cái lưỡi của cây năm cánh trắng tình anh em chuẩn nhất có thể được mọi người nha. Hoa nở tự nhiên không phải hoa kích cho nên là mọi người sẽ thấy được cái hoa nó nở đẹp nhất và đây là hoa nở ngày thứ hai. Màu sắc của nó lên rực rỡ như thế này ạ. Năm cánh thì trắng tinh nha. Đây mình quay rõ cái phần lưỡi cho mọi người xem. Nếu mà xét chi tiết thì so cái độ bệt của nó thì đương nhiên nó không thể nào so với lại cây lâm sung được, kể cả so với cây năm cánh trắng huyền thoại cũng không thể so về cái độ bệt của nó. Tuy nhiên với một cái bông như thế này chúng ta nhìn cũng rất là ưa mắt và cũng đẹp, đáng để chơi mọi người ha. Đừng chi tiết quá thì nó là một cái bông đẹp, bông bên này cũng đẹp nè, khuôn chuẩn, mọi người thấy bộ cánh rất là bay ha. Ngày thứ hai là ngày nở đẹp nhất của nó mà, với chiếc mũi trắng nè, năm cánh trắng tinh, lưỡi bệt như thế này, nở được hai hoa và hai hoa đang rất là đẹp chuẩn khuôn luôn, không có cái hoa nào bị méo mó cả, hoa nở tự nhiên nó là như vậy mọi người. Và đối với những cái hoa nở tự nhiên thì nó sẽ bền hoa hơn là cái hoa kích vì cái thân nó đủ chất để nó ra hoa tự nhiên. Rồi video ngày hôm nay chủ yếu là muốn cho mọi người xem cái khuôn bông chuẩn nhất của cây năm cánh trắng tình anh em để chúng ta nhận diện được mặt hoa nào ra mặt hoa nào cả nhà ha. Cũng năm cánh trắng, lưỡi bệt và mũi trắng nhưng có rất là nhiều loại. Thôi, em xin chào, tạm biệt và lại hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những cái video hoa nở sau. Mọi người nha.